lúc chuẩn bị tính em tính cưới rồi thì cái cô đó mới nhắn tin cho em là nói em giờ em nói thiệt với anh luôn á là em có ba đứa con rồi. Là em có ba đứa con rồi. Không biết nói gì hết. Thì đó, nghĩ sao nói vậy? Nghĩ sao nói vậy? Kỳ quá. Mặt mới gì kỳ? Mời nhà trai. À, gặp em chào anh. Rồi, xin mời ngồi. Xin mời nhà gái. Mình sẽ giới thiệu lớn lên cho mọi bên cùng nghe, cùng cảm nhận nha. Nào, mời nhà trai. Em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Em tên là Phan Văn Mẫn, năm nay 42 tuổi. Hiện tại đang làm cơ sở sản xuất giấm. Bò nhúng giấm ha. Đúng rồi. Rồi, Mẫn, quê ở đâu? Quê ở thành phố Hồ Chí Minh anh. Ở quận mấy giờ? Em ở Hóc Môn. Rồi, xin mời bạn nữ. Dạ, em xin chào các cô bác anh chị. Em xin chào chị Ngọc Lan, em xin chào anh Quỳnh Linh. Rồi, em tên là Phạm Thị Kim Cương. Em hiện tại 35 tuổi. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán em là ở Bình Định. Em hiện tại đang là nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài. Mình có ưu khuyết điểm gì nói đi anh Mẫn. Cái khuyết điểm của em thì chắc cũng là cái ưu điểm của em á. Là em thẳng tính lắm anh. Ai mà nói em cái gì là em biết em gặp cái người đó em nói liền. Thì nó cũng là cái ưu điểm của mình. Thì thành ra người ta nói em nhiều chuyện. Đúng rồi đó. Khuyết điểm nặng luôn á. Dạ. Rồi. Em khắc phục nhiều lắm. Khắc phục nha. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Em xin phép nói về khuyết điểm của em trước ạ. Dạ. Thì khuyết điểm của em thì em cũng khá là thẳng tính, khó tính. Em cũng đòi hỏi khá cao ở người khác. Ưu điểm của em thì em là một người cũng khá là hài hước, vui vẻ nhưng mà cũng tùy tình huống. Em cũng là người rất là lễ phép và biết tôn trọng người khác. Bạn bè đánh giá thì em là một người suy nghĩ rất là tích cực, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Em là một người của gia đình. Cho nên hai là người những... bị cái hai người thẳng tính hết trơn gặp nhau hai người chắc mệt lắm. Thôi bây giờ thì mình nói chút xíu được tình duyên của mình đi Mẫn. Thì em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là năm 23-24 vậy anh, 7 năm. Trời, dài dữ. Sau 7 năm mà sao chia tay? Tình yêu trẻ trâu anh. Thì xong rồi sau này thì em lại quen thêm một cô nữa. Em cũng quen được cỡ 60 năm nữa. Trời đất, mười mấy năm yêu nhau rồi đó hả? Dạ. Lúc chuẩn bị tính em tính cưới rồi thì cái cô đó mới nhắn tin cho em là nói em giờ em nói thiệt với anh luôn á là em có ba đứa con rồi. Là em có ba đứa con rồi. Thì nói chung là mình chưa có vợ, chưa có con, mình nói cho ra ba đứa con thì mình cũng ớn chứ anh. Nhưng mà quen sau 6-7 năm mà không biết người ta có con trời. Em đã nói em rất là thiệt tình. Giấu gì luôn á hả? Em rất là thiệt tình. Tại vì em về quê chơi thì người ta nói hai đứa con, kêu cái cô đó bằng gì mà. Rồi sao? Mà thật ra nếu yêu thật lòng thì cưới luôn cũng được. Tình yêu em chưa có đủ lớn anh. Nếu lớn là cưới luôn. Dạ. Rồi 4 đứa cũng cưới nữa. 13 năm nay yêu không được gì hết trơn đúng không? Đúng rồi. Nhà trai trung chuyên quá. Ừ. Giờ nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chưa có mối tình nào. Đại học thì có thích một anh. Nhưng mà hồi đó thích nhưng mà mình không dám nhích. Thích nhưng mà mình không dám nhích. Nên mình tới bây giờ thôi hả? Dạ. Rồi bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng thế nào? Em thì đơn giản dễ lắm. Em chỉ cần người yêu là biết lắng nghe và chia sẻ thôi. Chào nhà trai. Em chào chị. Bên kia người ta nói là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, người rất là dễ chia sẻ. Nhưng mà bên đây người ta nói hoài không hiểu, đôi khi nói hoài mà không có hiểu. Vậy nghỉ hoài. Chơi luôn. Thì em nói hoài chừng nào hiểu thôi. Đó. Trời, kiên định vậy luôn hả? Đơn giản nhưng mà đâu có gì đâu. Đó. Ông nói 13 năm nay rồi đó. Vậy chỉ nhu cầu của anh là chỉ có vậy thôi. Vậy để em. Anh em có đó. Yêu cầu về ngoại hình như thế nào không? Hình độ khoảng từ 1m58 đến 1m62 thôi cũng được. Đơn giản thôi. Đơn giản để tôi qua tôi coi trai gái coi sao dạ. Nha. Cho con trai giấm nó qua tặng quà trước được không? Dạ được không? Dạ được anh. Thôi. Bò những giấm anh. Thêm bò quá. Cho thêm bò đi. Tặng giấm trước rồi bò sau. Chào em gái xinh đẹp. Có một món quà tặng nhà gái trước nha. Dạ, em xin tặng giấm đó. Rồi sau đó nếu mà bấm nút mình tặng thêm ký bò nữa. Tặng thêm ký bò nữa. Em cảm ơn anh. Được không? Rồi bây giờ em muốn có một mối tình lý tưởng như thế nào? Cũng là người chăm chỉ làm ăn, quan tâm đến gia đình. Giám đốc công ty giấm. Dạ, đặc biệt là đừng bị hói và đừng hút thuốc. Hơi nhẹ. Hói hiền hòa. Hói cái này được không?
Dạ cũng được ạ. À, vậy được. Vậy thì được, chưa được gọi, chưa gọi là hói lắm. Chưa gọi hói đúng không? Dạ. Đây ta gọi là hói hiền hòa. Được rồi. Ok, em đi với ai? À dạ, em hôm nay em không có người thân. Rồi, dạ, được rồi, không sao hết. Có Ngọc Lan lo. Ừ. Rồi, chàng trai đi với ai? Em đi với bạn học thời phổ thông trung học của em, với ông anh với bà chị. Dạ. Nguyên một xóm luôn á hả? Từ đây dạ, qua đây luôn hả? Từ đây qua đây luôn hả? Trời ơi, nãy giờ tôi thấy ngọn đây tưởng bên nhà gái không hả? Xin chào MC Quyền Linh duyên dáng, xin chào MC Ngọc Lan xinh đẹp. Mẫn là một người đàn ông mẫu mực của gia đình. À, em rất là ngoan. Em đã cố gắng và làm và sản xuất ra cái sản phẩm của một mình và bây giờ đang đi phân phối rất là nhiều các cái đại lý. Đó là cái tinh thần cầu tín của Mẫn. Về bạn gái bên này á, chị thấy á, thì là Cương đây rất là dễ thương, xinh xắn và chị thấy là rất là phù hợp với Mẫn đó. Nhà Mẫn đã có nhà riêng nè và chuẩn bị tiền để mà làm đám cưới hết rồi. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò. Cảm ơn chị. Một người đàn ông mà được những người phụ nữ, bạn bè, anh chị mà nhận xét vậy thì mình cũng an tâm đúng không? Bây giờ thì mở rào. Bắt đầu. Rồi. Chào em. Nhận quà. Anh ta gửi quà gửi tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh, tặng anh. Dạ. Dạ. Để bàn làm việc. Dạ anh cảm ơn. Dạ. Cái phương châm sống của anh á, theo một câu nói của ông anh thôi, chúng ta chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ những cố gắng. Thì câu nói đó đây chắc cũng có nhiều người biết rồi. Thì cái gì mà ví dụ anh làm không được, anh phải cố gắng làm bằng được. Dạ. Anh chưa có người yêu, anh cố gắng, anh lăn lộn ở đâu anh tìm bằng được thì thôi. Dạ. Thì hôm nay cũng nhờ chương trình, em xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em gặp mặt cô ấy. Cô ấy tên gì nãy nói nhỏ không nghe. Đang ngon tới tự nhiên gãy. Bị gãy khúc liền. Dạ. Dạ em tên là Kim Cương. Tên này giàu lắm. Bây giờ mình đặt luôn là giấm Kim Cương. Rồi. Anh nói tiếp đi. Hết rồi. Anh chỉ có, anh đã nói là anh thu ngắn trong một câu nói. Dạ thì em thấy đồng ý với cái câu nói đó của anh ạ. À. Dạ. Thì khi mà mình chưa có cố gắng thì tất cả mọi thứ nó thất bại thì vì mình chưa cố gắng quá thôi. Cho nên là cái câu nói đó thì đồng ý à. Ừ. Dạ. Là em đang sinh sống ở đâu vậy? Dạ em đang sống ở quận 7. À, nếu mà mình quen được nhau á thì anh có thể gặp mặt được em được mấy lần? Dạ cái đó tùy anh chứ sao em biết được. Tại vì không phải, tại công việc anh cũng rảnh lắm. Chủ doanh nghiệp mà nói công việc anh rảnh lắm nó chết rồi. Không, tại vì thật sự ủa nói... thiệt mà ta làm giám đốc, tao muốn đi gì nào tao đi không, tao giao. Có nghĩa là cái thời gian mà thí dụ anh và em hẹn hò thì thí dụ em nói chủ động được hôm nay không? Thứ hai nè em rảnh nè, thứ hai anh nghỉ làm anh đi chơi em. À, hoặc là nói chủ là chủ động được. Dạ. Đúng rồi, tao là sếp mà tao nghỉ tao không làm thôi. Tại vì em cũng là nhân viên văn phòng cho nên thường á thì em sẽ đi làm vào lúc 8 giờ và em sẽ về nhà thì thường vào lúc khoảng tầm 6 giờ. À, dạ. Em thích con trai đầu lòng hay gái đầu lòng? Dạ cái đó chắc tùy duyên đi anh, con cái là tùy duyên ạ. À. Dạ. Chứ anh thì ai cũng được hết, đứa nào cũng được hết. Dạ. Nhưng quan trọng là em chứ không phải anh. Dạ. Chưa chắc ông ơi. Và ông á, hai người đến với nhau được thì Mẫn tính mình ở đâu? Nếu mà về thì chắc em phải về nhà anh ở rồi, tại vì ba mẹ anh cũng lớn rồi. Ba mẹ anh năm nay 70 rồi. Chứ nếu mà còn trẻ là anh cũng dẫn lên đây nữa. Tại vì lớn tuổi rồi không có đi xa được em. Bây giờ ba ở nhà ở ba mẹ với ai nữa? Rồi chỉ có mình em thôi anh. Vậy là làm dâu đúng không? Dạ. Đó. Dạ em thấy chuyện đó bình thường ạ. Dạ. Bây giờ thì Mẫn bước tới nắm tay Kim Cương ha. Không có bắt tay. Mình đừng có bắt tay đối tác đâu. Mình đâu có đi ký hợp đồng gì đâu anh ơi. Thế này đó. Không biết nói gì hết. Thì đó kì nghĩ đó. Sao nói vậy? Nghĩ sao nói vậy? Kỳ quá. Mắt mới gì kỳ. Nói thôi mà bây giờ cho em hát một bài đi. Hát một bài là coi như là em nói luôn. Hát xong không? Hát xong phải nói. Hát rồi mới nói, hát khác nói khác. Tại vì hồi nãy em suy nghĩ nhiều lắm, bây giờ em quên. Thì giờ hát xong rồi nhớ lại. Nhà mình chung xóm, chung dòng sông, chung một bến đò. Chiều nào đò đưa đôi mình về với cơn mưa. Anh làm ướt chiếc áo ba ba, em chợt nghe lòng mình xót xa. Hàng thề kề bên lòng ấm sao xuyến giấc mơ thuyền hoa. Nói những cái gì từ trái tim? Nếu như mà em cho anh một cái cơ hội mà được làm quen em á. Tại vì thật sự mà nói thì anh cũng ngày xưa bạn bè anh cũng giới thiệu anh quen nhiều kế toán lắm, nhưng mà tự nhiên bây giờ lúc này thời điểm này thì anh lại cần kế toán. Nhưng mà em không phải là kế toán. Nhưng mà nó có liên ngành với em. Nếu mà em bấm nút đi
Ngày mai anh rủ em đi ăn ăn cái lễ. Cho em xin lỗi chú xin. Ăn ăn cái lễ tiến sĩ của bạn anh em. Tại vì là ra mắt bạn gái luôn đó. Đúng không? Bạn thân đúng không? Bấm nút hay không bấm nút là quyền các bạn. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Vậy là chúng ta chấp mình nhận hẹn hò với nhau, đồng ý hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay nhau đi. Ông muốn vợ lắm rồi. Ở dưới kêu hôn đi kìa. Hãy làm thủ tục đi. Kỳ lắm anh, Mẫn. Ngại lắm. Thủ tục đi Mẫn. Trời ơi anh hung nhẹ lắm. Ừ. Đúng rồi. Không em hài hước lắm á. Cái hung nhẹ lắm, cái khác mới mạnh. À, đây là những phần quà dành cho các bạn. Em cảm ơn anh chị nhiều, em cảm ơn chương trình. Rồi. Chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ những mọi cố gắng. Yeah. Đây rồi, đi đường này. Đây quà của đi đường này. Đây đây, Mẫn. Dạ. Xách cái này về chân đi. Cặp đôi đầu tiên họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Còn bây giờ thì sao? Đến với cặp đôi thứ hai thôi nào. Xin mời. Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Phần nữ kia cũng bảo em cũng là đã tuyệt vời. Chị nghĩ bạn này có 7 năm kinh nghiệm sống ở nước ngoài, sống với rất là nhiều người. Gì sống rất nhiều người? Không, ý là sống với nhiều. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan. Còn anh thì mê em, mê em. Mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai. Mời đi em trai. Xin chào anh Quỳnh Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ đặc biệt đang ngồi bên kia. Em là Hoàng Văn Cảnh, 32 tuổi. Hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Cảnh? Dạ, em làm bên ngành khách sạn nhà hàng. Khách sạn nhưng mà em làm gì? Là em giám sát bên bộ phận buông phòng. À, giám sát quản lý này kìa ha. Dạ vâng. Rồi, cũng làm sếp luôn chứ bộ. Rồi, mời bạn gái của chúng ta. Mình tên là Trần Thị Ngọc Diệp. Năm nay mình 26 tuổi. Hiện đang là giáo viên, làm tổng phụ trách đội và giảng dạy bộ môn hóa của trường cấp 2. Quê của mình là ở xứ Dừa, Bến Tre. Diệp ở Bến Tre là ở huyện nào Diệp? Dạ, con ở huyện Ba Tri á chú. Huyện Ba Tri. Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm, khuyết điểm của mình đi nè. Dạ, trước tiên em nói khuyết điểm trước. Dạ, cảm xúc và không biết uống rượu. Vì... tốt rồi đó. Không, em nghĩ là hồi xưa thì tốt, nhưng mà giờ em nghĩ không có tốt lắm. Sao vậy? Nhiều khi mình phải giao tiếp, giao lưu thì biết một chút xíu thì sẽ tốt hơn. Chút xíu thôi, không sao đâu, người ta cũng hiểu mà, không vấn đề gì nữa. Điểm gì mà mạnh nhất nè? Em nghĩ là em làm việc quyết đoán. Quyết đoán? Vâng, và khi làm việc thì em rất là nghiêm túc trong công việc. Rồi, mời nhà gái. À, dạ, điểm mạnh của em là đó là biết không, lắng nghe, vui vẻ, hòa đồng. Còn về điểm yếu của em thì em có một xíu hơi là khó tính. Tại vì em hơi cầu toàn một xíu á chị. Có về sống theo nội tâm nên là thiên về cảm xúc á. Cứ sống theo cảm xúc của mọi người rồi không có thương cho bản thân của mình. Nên là cũng nhiều khi hơi thiệt thòi nhẹ. Dạ. Hơi thiệt thòi này chị hiểu mà. Dạ. Rồi, nhà gái bên đây cũng đơn giản lắm. Nhà giáo cho nên sẽ có những cái nguyên tắc của ngành giáo dục. Cho nên là đâm ra là có những lúc nó sẽ hơi khó một chút xíu. Tao bên đây tao làm giám sát tao còn có nguyên tắc khó hơn nữa đó. Cũng không sao đâu. Bây giờ mình nói đường tình duyên trước đi. Em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Mối dài nhất là bao lâu? 5 năm. Yêu lâu vậy mình chia tay vậy? Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Phần nữ kia cũng bảo em cũng là đã tuyệt vời. Nhưng mà vì khoảng thời gian đó thì chắc có lẽ là vì thì suy nghĩ của em mình chưa ổn định. Chưa ổn định. À thì cũng là một. Rồi bạn đó giờ còn Macau hả? Dạ, bạn đó đang ở Macau và hiện tại thì cũng đã có một người mới rồi. À, có người mới rồi, thôi bỏ qua luôn ha. Em ở Macau bao nhiêu năm? Em ở 7 năm. 7 năm ở Macau? Wow. Như vậy là có nhiều cái vốn sống lắm đây. Rồi, nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Chia sẻ cho chị Lan biết coi. Dạ, em tính từ lúc đi học đại học đến bây giờ là trải qua được 4 mối tình rồi chị.
Vậy mà nãy bên kia ta nói ta ba mối tình mà bà làm gì đâu. Hôm nay thì em trải qua ba mối tình. Ba mối đó hả? Vâng. Lúc mà học đại học ấy là em có quen một anh làm bên quân đội, nhưng mà chỉ kéo dài khoảng một năm rưỡi hơn thôi ạ. Xong rồi anh chuẩn bị đi học quân y cho thành phố á. Dạ, nên rồi nên hai tụi em kiểu như cũng hơi xa cách lúc đó. Em còn học đại học nên còn hơi nhát. Dạ, nên là chưa có chủ động gì đi tiến xa với anh được. Dạ, nên đã gãy gánh từ đó. Một cái mối tình kế tiếp của mình thì mình mong muốn người đàn ông đó sẽ như thế nào? Dạ, em muốn bạn trai em là phải cao 1m7 trở lên ha. Cao 1m7 chờ chút xíu. Chờ nhà trai. Kém 1m7 rồi. Chờ chị Ngọc Lan. Được 1m7 không? Kém thôi. Kém rồi. Chị xíu được. Không sao, mang dài vô. Em thì không cần quá là đẹp trai, ưa nhìn là được. Dễ thương lắm. Dạ. Chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền. À, với lại là tính cách thì phải có một xíu tâm lý. Tại vì nhiều khi em thì sống tình cảm nội tâm quá, nên là nhiều khi cũng khó có chia sẻ. Nên là mong là bạn có thể có một chút gì đó tâm lý để em dễ mở lòng. Chị nghĩ bạn này có 7 năm thì em sống ở nước ngoài, sống với rất là nhiều người. Thì sống rất nhiều người. Không, ý là sống với nhiều khai rồi nha. Không, tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với lại nhiều người trong xã hội. Nhiều người chứ không phải sống với nhiều người. Nhiều người ở nhiều nước khác, nhiều khi ở đó người ta chưa sống dài hết. Mình ở chung với lại bạn rồi sao, một tập thể sao. Câu này nó nhạy cảm, nó khó hiểu. Thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi, nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà. Không phải để nhiều người hiểu. Thì tôi biết là nhiều người hửi mà hiểu gì? Hửi là... Hửi là sao? Nhiều người hửi xong rồi hiểu. Ai hửi ai? Được chưa? Bây giờ mình thích người phụ nữ thế nào? Thứ nhất, tụi em là đạo đức. Đạo đức? Chỉ cần một cô gái lương thiện, biết chung thủy, như vậy là tụi em đủ. Vậy thôi đúng không? Dạ. Quá đơn giản, ai cũng chung thủy. Vấn đề do người đối phương gọi là vô tình làm người ta không chung thủy thôi. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi với chị và em của em. Dạ chào chị. Chị ruột ha? Dạ chị ruột ạ. Mẹ thấy chị dễ thương không? Dạ, xin chào chị. Thấy chị nổi ghê không? Dạ xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Chào chị. Chào anh chị Vinh Bển và chào tất cả khán giả ở trường quay. Em tên là Trần Thị Kiều Diễm, là chị của Ngọc Diễm. À, dạ chị thấy em rể tương lai này thấy được không? Về cái cảm nhận đầu tiên của em thấy là bạn rất là vui vẻ. Cái kỹ năng sống rất là tốt. Rồi về những cái yêu cầu của em gái em thì em thấy là bạn cũng có khả năng là đáp ứng được. Rất là tốt bạn. Thì có yêu cầu gì thêm không? Dạ cái đó thì em gái em hài lòng là được. Cảm ơn chị. Trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái và em rể của em ạ. Trước tiên thì em xin chào MC Quỳnh Linh với MC Ngọc Lan ạ. Và gia đình bạn gái chị bên này thì em thấy là rất là hợp gu với anh trai á, tại vì anh ưa rất là thích một người nhẹ nhàng, nên thấy chị là rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Nếu mà chị quen anh thì anh rất là tuyệt vời, tại vì anh rất là người rất là tâm lý, anh rất là biết chiều bạn gái, rất là ga lăng. Anh là một người rất là thương gia đình, với bố mẹ, ông bà, với em gái cũng vậy. Thì em nghĩ một người thương gia đình chắc chắn là thương bạn gái và thương vợ của mình. Nên em vẫn hy vọng là nếu được thì hai anh chị cho nhau một cơ hội đi tiếp. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn nhà trai, cảm ơn nhà gái luôn. Nhà trai nhà gái hôm nay tuyệt vời quá. Bây giờ sao? Bây giờ mở rào thôi. 2, 3. Mở rào. Tấn công. Chào em. Dạ cho anh ạ. Quà một cá thường. Dạ hôm nay thì em có món quà gửi đến anh ha. Dạ. Trong đây là em tặng anh cuốn sách, và cuốn sách có tựa đề là Mọi nỗ lực và chờ đợi của bạn đều có ý nghĩa. Thật là trùng hợp anh cũng có cuốn sách cho em. Cuốn sách của anh là Tin bình yên trong gia đình. Sau này nếu mà có cơ hội chúng mình đi cùng nhau thì em sẽ là một người ở tốt. Dạ rồi. Anh cảm ơn rất nhiều. Dạ em cảm ơn ạ. Nói về cảm xúc đầu tiên của anh khi nhìn thấy em đi ha. Em là một cô gái rất là xinh. Dạ, em cảm ơn ạ. Nhẹ nhàng. Dạ. Còn về anh thì anh thấy thế nào? Dạ, khá là vui vẻ nè. Như là chị đã chia sẻ, anh là một người sống khá là tình cảm. Thì em cũng lựa chọn và muốn bạn trai của mình cũng là một người mẫu người như anh.
Cảm ơn. Dạ. Thì hôm nay đợi đây chương trình thì em cũng rất là vui, gặp em là vui rồi, có duyên thôi. Cũng là duyên ha, là món quà mà chúng ta chọn đều là sách nha. Nên là thấy sự đồng điệu giữa tâm hồn của em và anh. Hai bạn tính hẹn hò sao? Bạn thân anh thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi được, vì anh cũng không có vướng bận gì, cũng có thể về Bình Tế hay là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. À, với công việc của anh thì một tuần thì mình có thể xuống gặp em được bao nhiêu lần? Tháng tuần thì anh cũng có một tuần anh được làm được nghỉ 2 ngày. Yeah. Ừ, nếu mà có cơ hội thì xin thêm 3 ngày thì anh cũng nghĩ là sẽ dễ dàng thôi. Yeah. Ừ, do phương tiện cũng rất là thuận lợi rồi. Anh cũng là lập nghiệp ở thành phố luôn hả anh? À đúng rồi, thì anh định hướng là anh sẽ ở miền Nam lập nghiệp. Sinh sống và ở đây luôn? Chắc chắn rồi. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Về nhà Bến Tre đi, em đẹp lắm. Vâng, em đã từng về đó. À, từng về hả? À. Vậy thì bữa nào về đi. Em muốn về luôn được không? Em muốn về luôn được không? Hỏi bên kia. Hỏi bên đây chứ đừng hỏi bên kia. Bên kia hỏi tôi có đi được. Về liền luôn à. Rồi em có thể mời anh về Bình Tre nhỉ? Dạ, nếu được thì về cùng em mà. chị gái cho em cho phép em về không? Bạn gái á, ví dụ như bây giờ mình đặt cái trường hợp đi, tụi mình đến với nhau, thì bạn gái có lên thành phố Hồ Chí Minh với em hay không? Và lên thành phố Hồ Chí Minh em có đủ lo cho vợ cho con này kia không? Em đã chuẩn bị gì rồi cho hôn nhân mình rồi? Nói cho bạn gái biết đi. Em cũng có tích cọp từ một phần nào đó, em mua được một miếng đất nhỏ nhỏ. Chúc mừng em, có đất là có nhà. Mua nhà có thì mua đất trước đi cho nó khỏe. Giờ có vợ thôi xây nhà luôn, ổn chưa? Còn chuyện còn lại của em tiến tới. Đấy, tiến tới nói chuyện với cô gái đó, nắm tay cô gái nói. Chắc phải anh nắm tay em để cảm nhận được, được không? À dạ được. Hai tay, bắt không phải bắt tay, nắm hai tay. Rồi hát cho cô gái nghe bài đi rồi nói chuyện tiếp. À hát, ừ thì những chương trình đấy thì em xin hát tặng bạn gái, hát Người Tình Mùa Đông. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mai vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Hay. Trời ơi, hát vậy mà kêu hát không hay. Hay mà. Cô giáo ơi, mình đã hát lại một bài với nhà trai. À dạ, thì do em là giảng dạy bộ môn hóa học nên là em sẽ dùng về bộ môn hóa để gửi đến anh. Dạ. Thì anh có biết anh và CH4 khác nhau chỗ nào không? Chắc anh cần em giúp đỡ. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan, còn anh thì neon. Đứng đây. Dạ. Hai đứa nhìn thẳng mắt nhau, em thấy người đối diện thế nào? Em nói hết bằng cả cái tấm lòng của mình đi. Lúc đầu cái định của em là không có quen bạn xa. Dạ. Nhưng mà khi mà thấy anh chia sẻ là có thể sắp xếp được công việc xuống thăm em thường xuyên, đặc biệt là biết lo lắng về chăm sóc gia đình, thì em cảm nhận thì mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau ạ. Như mọi người đều biết thì em cũng là một cô gái rất là tình cảm tuyệt vời. Thì sau chương trình này thì hy vọng anh sẽ gặp em thường xuyên ha. À, dạ. Mời hai bạn về chỗ. Máy nhạc Toshiba điều khiển từ xa
Các bạn đã nói tất cả những gì mà còn suy nghĩ rồi. Bây giờ mình phải quyết định thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta bấm ngay cái nút đó nếu chúng ta thấy thích. Còn nếu chúng ta thấy không thích, không cần bấm. Chị nghĩ là với những chia sẻ vừa rồi của hai bạn thì chắc hai bạn không cần phải suy nghĩ nữa đâu ha. Nên chị đếm sẽ rất nhanh thôi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em không bấm. 3. Trời đất. Cái gì vậy? Khó hiểu quá vậy. Tại sao vậy em trai? Trước tiên thì anh cảm ơn em đã đến đây. Và sau đó thì anh cũng rất xin lỗi tại em. Sau chương trình này thì anh vẫn muốn chúng ta có thể liên lạc với nhau, có thời gian tìm hiểu gì đó. Nhưng mà thì vì cái chuyện tình cảm nó cả đời nên cho anh chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn thì mình có thể liên lạc với nhau, anh chị nên có thể trò chuyện. Em không bấm nút và lấy với người ta cho em thời gian để mà tìm hiểu người ta thì có thể bắt đầu từ một tình bạn trước. Tôi đàn ông, tôi còn chưa hiểu đàn ông nữa. Bấm nút nếu mà em không thể mà mang cho bạn bạn hạnh phúc cả đời thì thực ra là em làm dán dở bạn, thì mong em hiểu. Không, nhưng mà chỉ có mấy phút giây ngắn ngủi ở trên sân khấu thôi thì làm sao biết được là sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau đến cả đời. Chàng trai suy nghĩ là đúng, chàng trai không bấm nút bởi vì chắc không đem hạnh phúc lại cho bạn gái là suy nghĩ đúng. Nhưng con cái là hồi nãy bạn cứ bật đèn xanh rồi tới lui rồi người ta tưởng nói quá trời nói luôn. Cô gái tưởng thiệt, tưởng đâu là bạn sẽ bấm, nhưng cuối cùng anh quay xe đó. Đôi khi mình không thương người ta, mình đừng có để người ta thương làm người ta tổn thương. Thôi, chuyện nó dĩ lỡ rồi. Xin chị người ta lum la. Chuyện dĩ lỡ rồi. Thì bây giờ cái cảm xúc em cũng thực ra là chưa toàn vẹn lắm. Thì bây giờ nếu mà em cứ bấm thì thật ra là em cảm thấy có lỗi về bạn. Đúng. Rồi thôi chị cho em một lời khuyên nè. Ví dụ sau này em đến với một cái mối tình nào, hoặc là em muốn tìm hiểu một cô gái nào đó, em cảm thấy là chắc chắn là em muốn tìm hiểu người ta, thì em hãy nói với người ta rằng là ừ anh muốn tìm hiểu em. Chứ còn nếu mà em chưa muốn, em chưa sẵn sàng về việc đó thì em cũng không nên không nên nói với người ta quá nhiều. Vậy thôi nha. Mình bật đèn đỏ luôn. Đúng. Mình nói là thôi anh cảm thấy người ta đi cái mình bật đèn đỏ bất ngờ người ta té tội nghiệp người ta vậy. Không thôi. Em phạt chết em ơi. Thôi bây giờ thì các bạn nhận quà của chương trình nha. Đã rất là nhiều người inbox cho chị xin info của em. Nói chung là mình còn trẻ mà, không sao cả, không vấn đề gì hết. Chúc hai bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Ừ. Rồi. Rồi. Mời hai bạn. Đi đường này được cưng. Qua đây, qua đi luôn. Ây. Người ta gọi là một sự quay xe bất ngờ. Ông này ông chạy xe ngoài đường tôi kêu mang bắt. Là đứa vậy? Tôi báo mang bắt chạy xe của này là không được. Có đôi khi bạn ấy thắng gấp mà quay xe của này là xe đừng gây tai nạn thôi. Nhưng thật ra bạn ấy suy nghĩ đúng. Tôi không thể đem hạnh phúc cho bạn thì tôi không bấm thôi. Nhưng tôi không có đồng điều... ý cái diễn biến trước đó. Đúng rồi, cái diễn biến trước tôi đó. Tôi nóng tính. Ngồi sai sai chút xíu thôi. Tôi đứng ở trên đây là để tôi bảo vệ người phụ nữ. Đại diện nhà trai xin lỗi nhà gái. Rồi, thôi. Để coi cái số sau này là nhà trai có chuộc lỗi được hay không. Tôi lỡ quay xe rồi thôi. Là cái gì? Mời khán giả tới với cặp đôi số 2 đi. Vậy đi, cặp đôi thứ hai bắt đầu. Ví dụ như bên đây muốn về nhà, bên đây ở được không? Ở thì được, tại vì nhà mình có tới 2-3 căn. Trời ơi, ngon lành. Ê, nhà tôi có 2-3 căn nữa nha. Có một bé trai, 28 tuổi. Hả? 28 tuổi hả? Trời ơi, con lớn dữ ta. Anh đi làm chiều anh cũng về mà. Làm về mà anh làm ý đi đâu lắm. Thích ở trong nhà nhiều hơn. Thì sau này anh, ví dụ gặp người mới, anh rút kinh nghiệm lại. Đúng rồi, câu này hay nè. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Rồi, mời anh giới thiệu về mình đi anh. Tôi tên Lâm Đức Nhỏ, tên thường gọi là Đức. Năm nay 50 tuổi, sinh sống và làm việc tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Làm nhân viên thủy sản, đóng thực phẩm, đóng gói. À, đóng mực, rồi cá này kia đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, mời nhà gái. Xin kính chào anh Quyền Linh, thân mến, đang dễ thương. Dạ. Quý vị khán giả, mình tên là Lê Ngọc Diễm, 52 tuổi. Công việc của mình thì hiện là buôn bán tại nhà. Là mình đang ở đâu ạ? Mình đang ở là ấp 1 của xã Xuân Thế Thượng, huyện Hóc Môn. Ủa, bên đó mình sinh năm mấy vậy? Năm 70. 70? 9-70 vậy. Anh là anh sinh năm mấy? 72. À, 72. Bên kia là lớn bên đây 2 tuổi, mình có thấy sao không anh?
không có vấn đề gì. Không vấn đề gì đúng không? Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. À dạ chị. Cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi, đứng đây cho nó nghe rõ. Thì vui vẻ, hòa đồng, thẳng tính, thích giúp đỡ cho những người khó khăn. Hay quá. Còn nhược điểm thì hơi nóng tính. Nóng nhất mình làm gì? Nóng quá thì im tin nè. Còn giống như đang nóng mà nói gì được thì cứ nói. Cái mình cũng nói to là sao thế này thế kia để cái gì đó. Nhưng mà cái đối phương mà cứ nói nhiều quá thì mình cứ im luôn. Nếu vậy cũng còn kiềm chế được. Đúng rồi, vậy là chỉ kiềm chế. Nhưng mà im luôn thì một lát sẽ nói rằng là dù như mai mốt là đừng có như vậy nữa. Khi mà tôi im thì bạn đừng nói nữa, hay là anh đừng nói nữa. Nói ra nó có thêm chuyện á. Còn mình ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của tôi là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, không biết thuốc, không biết uống rượu. Điểm gì có làm việc hơi chậm thôi, chứ ăn cơm hơi chậm. Ăn cơm chậm à? Ăn cơm bao lâu? 25-30 phút vậy. Nhai kỹ. Nhai kỹ thôi, nhai kỹ ngò lâu. Chị Diễm, chị bao nhiêu mối tình rồi? Thì nói chung là mối tình thì không có đâu, nhưng mà có đổ vỡ hôn nhân. Có một bé trai, 28 tuổi. Hả? 28 tuổi hả? Trời ơi, con lớn dữ ta. Chào anh. Chào anh Sư Chị Ngọc Lan. Em xin phép em qua nhà em trò chuyện với anh. Thiền khô à, nguội tính nữa. Nguội gì lắm anh? Bây giờ làm chung la la lớn rồi, mình hơi mình nhịn nè, không có cãi lại. Vậy là khỏe, bên kia la thoải mái. Bên kia cũng la nữa, giận bực lên thì nói lớn tiếng không? Thoải mái. Bên đây nhỏ nhẹ về hoài đó. Anh, mình bao nhiêu mối tình rồi? Có một mối tình ly hôn rồi. Dạ, vậy là cũng giống chị em ha. Có một cháu gái 19 tuổi, con gái theo mẹ luôn. Anh có hay gặp con không? Không có gặp nữa, chỉ có điện thoại thôi. Bao lâu rồi chưa gặp con anh? 2 năm mấy rồi. Sao không gặp nó? Ở xa quá hay sao anh? Mẹ không cho gặp. Như nói ở Bình Dương gì đó mà mình cũng không biết địa chỉ luôn. Mất liên lạc từ xưa giờ luôn hay là chỉ mới mất đây thôi? Thì từ mà ly hôn nó bắt đầu mất liên lạc luôn, chặn cuộc gọi luôn, không có cho gọi luôn. Anh ly hôn lâu chưa? 2 năm rưỡi. Nói chung là hai anh chị là đã lỡ một chuyến đò rồi. Dạ. Bây giờ mình đến đây để có thể nếu mà tìm được người bạn tri kỷ tri âm cùng nhau gọi là xây đắp một tổ ấm á. Yeah. Thì chắc chắn anh chị đã trải qua những cái đổ vỡ hôn nhân, anh chị sẽ vững vàng hơn. Yeah. Hiểu hơn ha. Yeah. Rồi hy sinh với nhau nhiều hơn. Mong muốn anh có một người bạn gái nó như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng. Vui, bên kia vui. Chị dễ thương lắm. Chỉ lúc nóng lên không vui thôi. Chứ thật lòng, đừng biết uống rượu gì quá. Thôi ơi. Đây đâu biết uống rượu đúng không? Liên lon gì đó thì chơi với bạn bè thì vậy thôi, vui thôi mà, được. Ngoại hình thì cao 1m6 trở lên, 50-60kg cũng được. Ảnh thì anh miêu tả những cái chi tiết chị là hơi bị ổn rồi đó. Bây giờ vấn đề là mình muốn cái người đàn ông cùng mình đi suốt cuộc đời nè, như thế nào? Thì muốn anh ấy là giống như vui vẻ, hòa đồng, biết yêu thương gia đình. Một chút cầu tiến nho nhỏ theo cái tuổi của mình á, cái bờ vai phải vững để cho mình chia sẻ. Anh này thì nãy giờ Linh thấy anh hiền, thật thà, làm việc hơi chậm chút, em có nói. Nói chuyện cũng hơi chậm. Chắc cũng không đổ đâu, vừa cũng chắc đó. Anh đang ở với ai? Sống một mình, thuê trọ. À, nhà trọ hả? Mình có nhà dưới quê không? Có, nhà của bà già, má. Ví dụ như bên đây muốn về nhà, bên đây ở được không? Ở thì được, tại vì nhà mình có tới 2-3 căn. Trời ơi, ngon lành. Ê, nhà tôi có 2-3 căn nữa nha. Nhà trai cẩn thận. À, không, bên đó nhà tôi. À, quên lộn nhà rồi. Về nhà bà đi bà. Dạ, thấy sang bắt hoàng làm họ cũng hơi kỳ. Tôi nghe nhà 2-3 căn của tôi ban qua. Đó, thấy không? Nhà cửa thì cũng duyên số rồi. Trời đã định đâu rồi, người có nhà. Người có số điền chủ mà. Đúng rồi, quan trọng là mình cố gắng nỗ lực trong cuộc sống được rồi ha. Chị đi với ai vậy? Hôm nay đi con mình, con trai đi con cát. Có Ngọc Lan, chị an tâm. Anh trai đi với ai? Vì em họ. Em xin chào MC Huyền Linh và MC Ngọc Lan. Đức hiền quá hả? Dạ anh hiền không? Không có biết đường đi nữa cho nên là nhờ em dẫn đi á. Trời ơi. Anh cứ đi làm không à, anh không có uống cà phê hay là quen với một cái người nào ở ngoài chứ. Lúc trước á thì anh lên đây sống với vợ, rồi sau đó vợ anh mới dắt con đi. Rồi anh sống rồi thủi một mình ở Bình Chánh thôi. Anh có chuyển tiền mỗi tháng á, thì nói chuyện qua Zalo thôi. Hỏi anh có thấy con không, nói thấy mặt thôi chứ anh không biết con anh ốm hay là mập nữa. Rồi vợ thì chặn cuộc gọi, không có nói chuyện, ảnh hiền lắm. Rồi, thì chắc là chị là người đăng ký cho ảnh tham gia chương trình hả? Đúng rồi, đăng ký cho ảnh không có biết đâu. Thật ra hiền là cũng tốt rồi, nhưng mà mình cố gắng mình mạnh mẽ lên nữa, mình giao tiếp nhiều hơn nữa. Để cho người phụ nữ đó,
là họ có thể yên tâm về mình đó. Của người vợ thì thích lãng mạn lắm, mình thì không có đáp ứng được. Phụ nữ cũng thích lãng mạn lắm, mình cố gắng lên chứ, gọi là mạnh mẽ hơn chút xíu nữa. Hồi nãy chị mới nói rồi, anh muốn lãng mạn phải mạnh mẽ lên mới lãng mạn được. Chị nhưng mới mà, nói xong. Nhưng mà theo Linh á, là chị gái bên kia à, về chủ động hết đi. Ngoài người vợ đó, người thầy về tình yêu hay gì đó chẳng hạn. Tại vì không ai chỉ nữa thôi. Chứ giờ vợ chỉ là phải làm theo không anh? Đúng ha? Bây giờ mình nói như vậy để cảm nhận thôi, bây giờ mình mở rào. Đúng rồi. Để cho hai người trò chuyện thẳng với nhau đi. Mở rào. Mời anh. Anh chào em, anh có món quà tặng em. Em chào anh, em cũng có món quà. Hát bài tặng liền, hát bài tặng liền. Bây giờ nói không được, hát bài trước đi. Đứng nói hát cho chị nghe luôn, đứng sát bên đó. Giờ xin hát bài 60 năm cuộc đời. Mời em nhảy chung được không? À. Đứng lên luôn đó. Bắt đầu tình yêu vô rồi đó, mạnh mẽ rồi đó. Em đứng em nghe được rồi. Em ơi, có bao nhiêu? Vô. 60 năm cuộc đời. Vô. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau phào dương xa vời vời, 20 cưới là bao. Ơi là thế, đời sống không là bao. Ơi là bao, đời không lâu là thế. Ơi được bao năm sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. Vô. Khi xa anh rồi em biết yêu thương ai. Vô. Nên khi yêu ai thì yêu cho trọn lời. Em ơi cưới là bao. Yeah. Vô. Rung không, rung không? Dễ thương quá. Rung không, rung không? Hay rung. Dễ thương lắm á. Chị thấy sao chị? Có hài hòa vui vẻ. Yeah. Nhưng mà không biết thì cái sự mạnh mẽ của anh nó được bao nhiêu? thiếu nhiều lắm. Anh thấy em cũng thấy cũng hiền, cũng dễ thương. Em không có hiền đâu nha. Mà sao anh nói là anh hiền quá, anh hiền mà sao mà chị lại không muốn sống chung với anh là sao vậy? Như lo làm không á, vợ mình thích lãng mạn mình không đáp ứng được, cũng như hay đi ăn uống này kia vậy đó. Anh đi làm chiều anh cũng về mà. Làm về mệt anh làm mí đi đâu lắm. Thích thì, ở trong nhà nhiều hơn. Thì sau này anh, ví dụ gặp người mới anh rút kinh nghiệm lại. Đúng rồi, câu này hay nè. Nãy giờ anh chờ có một câu nhỏ nhỏ đó hả? Đúng rồi, chờ câu này thôi đó, giờ mới hiểu ra đúng không? Hôm nay mình tặng cho chị gái gì vậy? Chai dầu thơm. Lần đầu tiên tặng quà cho một người khác đó đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, thấy chưa? Em thấy anh mặc áo sơ mi nó cũng hợp á. Em tặng cho anh cái cà lạ vát thôi để em xin phép được. Nhưng mà cái này em cũng không biết cắt nha. Em chỉ hoàn cho anh để cho anh cảm nhận rằng là Diễm sẽ có tặng cho anh một cái món quà để gọi là trên vai anh đó là luôn luôn có một người bạn gái. Đó là em đi. Trời ơi. Thì người ta phụ nữ ta lãng mạn chưa? Thì có để yêu thương. Đúng rồi. Trời ơi cũng được rồi. Cũng hợp với áo nữa chứ. Đẹp quá. Cảm ơn em. Mỗi lần là mở chai dầu thơm. Em mở chai dầu thơm. Anh mở chai dầu thơm nha mọi. Anh mở chai dầu thơm nha. Thử em thích thích mùi này không? Nhẹ nhàng mở chai dầu thơm. Xịt nhẹ nhàng hỏi cái hương này nó có hợp với em không? Nhẹ nhàng à? Cái màu giống ra. Giống áo luôn đó, biết xịt không? Từ từ, có chuyện xịt. Từ xịt. Xịt được đâu? Xịt đâu vô dai vậy? Hả? Đi xịt vô đâu? Đây nè, dán tóc lên, dán tóc lên cho đây nè. Em nghe mùi. Dán cái tóc nhẹ nhàng, xịt vô cổ nhẹ nhàng vô. Đúng rồi, nhẹ thôi. Rồi. Nhẹ nhàng thôi. Xịt mà không rải như này. Chưa lần nào đúng không? Chưa. Đó nó là như vậy nha. Đây lần đầu tiên và có nhiều lần nữa. Ví dụ như qua hẹn đi chơi nói em đừng có xịt dầu thơm để anh xịt cho. Đầu dán tóc nhẹ nhàng, xịt nhẹ nhàng lên giống như là cái gì đó. Được ha? Ừ. Cái hiền thì ai cũng chuộng. Nhưng mà mình hiền với cái mức độ của người đàn ông thôi chứ không phải là quá hiền. Dạ, thí dụ như gặp một người nào đó, người ta gây gỗ với vợ anh thì anh làm gì? Ví dụ đánh vợ rồi mình phải ra tay chứ. Chưa lần nào đúng không? Chưa. Đó nó là như vậy nha. Đây là lần đầu tiên.
Cái đó mình cũng chưa biết. Cách để cho đi luôn quá. Mình có cách để cho người ta dẫn đi luôn quá. Mình phải điều tra hỏi lại kỹ càng mới được. Hỏi gì rõ ràng là có một người là trong xóm mà đang tấn công. Bởi vì anh vậy đó thành ra hả, chị giận anh chị đi được phải rồi. Ít ra anh phải, giờ anh không biết đúng sai mà anh thấy có ai thì anh phải nói lên, anh phải lên tiếng liền mới được chứ. Thôi bây giờ anh hiền quá, thì cái này mình về mình chủ động hết đi. Thật ra anh sẽ làm được hết á, vấn đề là chưa có ai chia sẻ với anh thôi. Hồi nãy là anh đã hát tặng cho chị một bài hát rồi, bây giờ chị có bài hát nào chị tặng lại cho anh không? Mình hát trong một đoạn đầu của bài Chim Trắng Hồ Côi thôi. Tình anh như nửa con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, anh cánh cò em chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ chờ mong. Anh ca cũng hay rồi. Hai anh chị ai hát cũng hay, rất là hợp với nhau trong cái khâu văn nghệ. Cái mà em muốn hỏi anh thì ví dụ như em thấy anh quá hiền, thì anh có thể thay đổi là anh mạnh mẽ thêm một chút, để em tin tưởng rằng là bên em có một cái bờ vai của người đàn ông, để mà em có thể dựa cùng cái bờ vai đó để chia sẻ cho cái khoảng đời còn lại của em. Được không? Được. Anh cố gắng thay đổi được. Bây giờ chúng ta quyết định thôi. Thích là cứ bấm nha, không cần gì cả. Bắt đầu. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 1 2 3 Hết thời gian. Chị không bấm. Chị không bấm. Bấm đi. Ồ, chị đã thay đổi. Cảm ơn chị, chúc mừng anh chị. Thật ra nè, anh ấy là người rất là tốt á, mà Linh nghĩ rằng chị có thể thay đổi được. Cố gắng cho anh một khoảng thời gian nào đó để anh thay đổi và hoàn thiện bản lĩnh của đàn ông. Thì nói chung thì em cũng hy vọng là như vậy, nên thôi em cứ cho nhau một cơ hội. Anh cố gắng lên nha. Được rồi, anh cố gắng. Cơ hội đó khó tìm một người giỏi giang thế này lắm đó nha. Đây, quà của anh gửi tặng cho chị. Chị đi đường nè. Và hy vọng ngày hôm nay với sự nỗ lực của hai con người, hai mảnh ghép khác nhau, họ sẽ đồng đều với nhau trở thành một mảnh ghép vĩnh cửu quý vị nha. Bạn ấy lấy chồng nước ngoài, sau đó em tham gia bộ đội nghĩa vụ quân sự, rồi em đi bộ đội về cũng quen được một bạn. Quen một bạn thì thời gian bạn cũng lấy chồng nước ngoài luôn. Chủ yếu là em không có thích người ích kỷ. Anh này không ích kỷ đâu. Dạ, chứ anh ít nói thôi. Dạ, được. Cặp này có ý gì rồi nè. Nhìn hát nhau đóng lối nữa vậy đó hả? Rồi thôi hai người nói chuyện đi. Hẹn hò thế nào đó, nói đi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình nha. Mời bạn gái. Dạ, em chào anh Linh, chào chị Tường, chào bạn nam bên kia rèm và chào tất cả mọi người có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thị Thảo Dung, em năm nay 25 tuổi, em quê gốc là ở Bến Tre, mà hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên marketing. Và bạn trai giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào bạn nữ bên kia rèm. Em tên là Trần Quốc Hưng, năm nay 30 tuổi, quê quán ở Hậu Giang. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại là kỹ thuật viên ngành viễn thông. Về máy vi tính này kia hả? Không, đi triển khai internet anh, lắp đặt và bảo dưỡng mạng lưới. Em ở thành phố bao nhiêu năm rồi? Dạ 5 năm. 5 năm rồi? Dạ. Bao lâu về Hậu Giang lần? Dạ 6 tháng về một lần. Mà có khi 1 năm về một lần. À dạ, công việc nhiều quá không có về đúng không? Dạ về. Em có những thế mạnh gì và những cái khuyết điểm gì? Dạ em thì mạnh em là vui vẻ, thẳng tính và biết chơi thể thao. Làm được tất cả công việc nhà, đặc biệt là biết ca hát nhưng mà ca rất dở. Những vui là được rồi. Dạ, khuyết điểm thì ở nhà thì em hay lề mề với không có tự tin trước đám đông á, với ít nói chuyện với người lạ. Còn chút bên kia người lạ có dám nói không? Dạ. Rồi bạn gái. Bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm thì em là người không có nóng tính.
Dạ, em sống độc lập, tự lập và kiểm soát tốt cái thái độ cũng như là suy nghĩ của mình. Khuyết điểm là mặc dù giọng nói thì tương đối là dễ nghe nhưng mà em hát rất là dở. À, sao hai người này giống nhau quá vậy? Chút xíu nữa mật màng lên rồi hai người hát thử đối phương có chạy luôn không? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em trải qua hai mối tình rồi chị. Mối tình gần đây nhất thì chia tay được gần 2 năm rồi ạ. Em quen gần 2 năm. Lý do sao 2 năm mà chia tay? Tại vì em là người sống cho gia đình á, cho nên là em muốn một mối quan hệ mà có thể đi đến lâu dài hơn. Nhưng mà em với bạn thì không có phù hợp để mà tiến tới hôn nhân á, cho nên là không nên làm mất thời gian của nhau nữa. Sẵn sàng tình yêu mới chưa? Dạ, sẵn sàng rồi. Em được bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Dạ, cái này tùy bạn bên kia. Nhưng mà mình phải có cái dự tính của mình chứ. Dạ, em nếu như mà em thích đó là quen chừng khoảng 1 năm thôi là cưới là được. Đúng rồi, quen 2 năm cũng chia tay, thấy không? Dạ đúng rồi. Bạn trai mình có mấy mối tình rồi em? Dạ, em chỉ qua 2 mối tình rồi chị. Giống nhau bên kia quá ta. Một mối tình hồi thời học cấp 3. Học cấp 3 xong thì bạn ấy lấy chồng nước ngoài. Sau đó em tham gia bộ đội nghĩa vụ quân sự. Rồi em đi bộ đội về cũng quen được một bạn. Quen một bạn thì thời gian bạn cũng lấy chồng nước ngoài luôn. Rồi em mới lên thành phố em làm cho tới giờ. Mấy năm rồi? Dạ, 5 năm rồi. 5 năm rồi chưa có một mối tình nào nữa? Dạ. Tại sao 5 năm rồi không có yêu ai? Nói khi em cũng đi làm công việc, tính chất công việc thì đi làm rồi về trễ. Rồi mình không có thời gian nhiều. Với lại cũng sợ bạn gái đi lấy chồng nước ngoài. Em gái muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, bạn trai của em thì em mong muốn là bạn phải cao hơn em. Em cao 1m58 thì bạn phải 1m68 trở lên. Quá được luôn. Sạch sẽ, tươm tất và phải là người đàn ông của gia đình. Không có mà bạo lực á. Có xu hướng bạo lực. Có cái nào bạo lực không em? Vũ phu không em? Dạ không chị ơi. Đây hiền khô à. Em không có vũ phu đâu. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Em không có thích mà bạn nam mà sống mà không có biết chăm lo cho gia đình đó chị. Dạ, với lại ích kỷ. Mỗi người của bạn luôn. Trai là như thế nào? Dạ, cao gáo dễ nhìn vậy. Không mập quá mà cũng không ốm quá. Cao cao gáo này khó à nha. Nửa mập nửa ốm nữa hả? Cao từ 1m55 với cao bằng em trở lại là được. Biết thấu hiểu mọi người, quan tâm chăm sóc gia đình và yêu trẻ em. Yêu trẻ em và yêu em nữa đúng không? Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ, hay càm gàm nhiều quá. Ăn mặc lè lẹt, hứa mà không có làm được. Thường cái này bạn gái người ta nói con trai hứa thật nhiều, thích hứa thật nhiều. Gái thường hứa gì với con trai trời? Dạ thì tha không hứa, hứa thì phải làm. Chắc là phải hứa không đi lấy chồng nước ngoài mới được. Dạ, hứa không đi lấy chồng nước ngoài. Lấy em thì được. Trời thì đó, bây giờ bấm nút và lấy em luôn chứ không có bỏ nữa. Sao xà tay ra coi kiểm tra coi sạch trời sẽ ơi. Không? Quần áo tươm tất gọn gàng, sáng sủa. Sao chị được chị? Được. Bao lâu tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng 1-2 năm chị. Dạ phải tìm cô hiểu. Cô này cô không muốn quen lâu nữa. Tại vì cái đó là cái chuyện trăm năm của mình và ăn ở với mình suốt cuộc đời mà. Rồi lấy về mình định lập nghiệp ở đâu? Hiện tại thì đang ở nhà trọ chị. Thì hai đứa về phải tìm hiểu nhau và tính tới cái chuyện kinh doanh thêm chị. Hiện tại là em đang làm bên cái mảng kỹ thuật á. Ổn định chưa công việc? Dạ, mình ổn định chị. Mình có phải làm về quê hay có phải làm dâu? Dạ không chị. Lập nghiệp Sài Gòn luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Bê bối chị. Với không có nhậu nhẹt nhiều. Trời ơi, con gái phụ nữ hiện đại mà chị, ra khi cũng đi nhậu đi ba đồ em thấy là chuyện em có đi nhậu đi ba gì không em? Dạ không chị. Nãy giờ mình tưởng tượng ra cổ là thì bạn cũng dáng sao? Em nghĩ thì cũng không mập bạn, không ốm, bạn cũng cao gáo. Mọi người thì bạn nói ra thì biết bạn cũng kỹ tính. Cho nên là không có cái vụ bê bối đâu, yên tâm. Dạ. Nhưng mà bạn nữ không có biết nấu ăn. Dạ cái đó không sao chị, cái đó em cũng không biết nấu ăn nhưng mà mình nấu hai vợ chồng mình ăn thì đương nhiên phải ăn được thôi. Đúng rồi, không ăn được bỏ phí đúng dạ. Không? Riết phải ăn được. Anh qua anh coi bên đàn gái thế nào em. Chào em gái. Chào anh. Anh bên đây là dân miền Tây, chất phác thật thà. Dạ. Đẹp trai, công tử Bạc Liêu. À, nói vậy là em hình dung anh này được rồi đó. Dạ. À, dễ thương lắm. Dạ. À, tính anh hơi hiền. Dạ. Em cũng hiền. Em cũng hiền luôn hả? Dạ. Nhưng mà có ghen không? Dạ không. Mấy người hiền hiền chứ ghen dữ lắm luôn á. Dạ không, em không có ghen. Không có ghen đúng không? Dạ. Giờ cũng đang ở trọ. Dạ. Mình có thể hùng hạp với anh để mua nhà trả góp rồi có căn nhà tình yêu được không? Dạ, nếu như mà tiến tới lâu dài thì cũng phải nghĩ tới lâu chuyện dài. Dạ. Có những cái thứ gì mà anh không thích ở đàn ông nữa không? Dạ, chủ yếu là em không có thích người ích kỷ. Anh này không ích kỷ đâu. Dạ, chứ anh ít nói thôi. Dạ, được. Nhưng mà phải biết chăm lo gia đình. Chăm lo chắc rồi, như đó thôi đúng không? Dạ. Đàn trai yên tâm. Được, cặp này thấy cơ bản là hợp lý đó, xứng đôi đó.
Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân nha. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi với em gái với lại bạn của em. Em chào chị Cát Tường và anh Huyền Linh ạ. Dạ em tên Duyên, em là em của chị Dung ạ. Nếu như mà anh có xác định hẹn hò chị hai em á thì hơi mệt một xíu. Tại vì là chị hai em ở nhà thì rất là thích chọc cười mọi người á, nên là ở gần chị hai em thì chắc cười nhiều chắc sẽ mệt. Hơi vô tính. Anh đây thì em nghĩ là em sẽ ủng hộ chị hai em ạ. Anh trai đi với ai? Dạ anh đi với chị ở đầu và hai đứa em. Dạ chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Về tính tình của Hưng á thì rất là hiền, bản tính siêng năng này nọ cái khác, nhưng mà chỉ có tội là nhát gái. Chị thấy á, thì bạn gái bên đây á là rất là dễ thương đó, cũng hiền đó, thì chị mong là hai em á cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau hơn để tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chị. Rồi kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt đi. Thấy anh sao, được không? Ngày cuối tuần thì mình giải trí như thế nào? Dạ em là thời gian phần nhiều của em là em dành cho gia đình, cứ cuối tuần là em về quê thôi. Là ở Bến Tre mà Sài Gòn về quê luôn hả? Dạ đúng rồi, em chạy xe máy 2 tiếng là tới rồi. À cũng gần ha. Ba con gái ta xiên ghê không? Mình ở Hậu Giang mà không, nửa năm một năm mới về một lần. Chắc có công việc mà chị. Anh có nóng tính hay ghen không? Không không, anh không nóng tính. Không nóng tính. Ghen thì nếu mà yêu nhau thì đôi khi cũng phải có một chút gì đó để ghen chứ. Hai người nhìn nhau say đắm ghê đó. Ờ nhìn đắm đuối dữ vậy. Bây giờ ô, hát cho bạn ấy nghe đi em trai, cho nó giải tỏa tâm lý đi ha. Thấy hai người cứ nhìn nhau, em đứng lên em hát vài câu đi. Bây giờ em hát tại tiếng Anh không nhớ tựa bài nữa. Rồi à, không cần tựa. Ai đã hẹn với thề để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng giá từ. Ngày em thấy áo hoa pháo đồ dịu nông, có ai nát cả cõi lòng. Thôi thôi thôi, buồn quá buồn quá. Mới gặp người yêu ban đầu hát cái bài vui vui, hát bài đắp mộ cuộc tình. Em có bài nào vui vui hát tặng ảnh đi em. Rồi em hát anh về luôn anh. Kệ nó. Không được. Cháu lên 3 lên 4 gì đó cho nó vui được rồi. Em hát dở khủng khiếp luôn. Kệ nó, khủng khiếp cỡ nào cũng được hết hay đâu. Cho nó phá phong thủy nãy đi, cái bài này không hợp rồi đó. Cháu lên bà cháu vô màu dao, cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ. Cặp này có ý gì rồi nè. Nhìn hát nhau đắm đuối luôn vậy đó hả? Rồi thôi hai người nói chuyện đi, hẹn hò thế nào đó, nói đi. Anh có đi xuống Bến Tre chơi lần nào chưa? Anh chưa đi đến Bến Tre nhưng mà có người cậu cũng lấy vợ đó. À, anh thấy con gái Bến Tre sao? Dễ thương. Dáng đứng Bến Tre mà. Dạ, thường thì lúc những lúc buồn á, thường anh làm gì? Thường thì anh ra bờ sông. Làm gì buồn ra bờ sông đi. Rồi một mình để ngắm nước trôi hay là ngắm mây trời gì đó chị. Hay là nắm đá, cầm đá ném xuống sông kìa. Có khi nào buồn quá có ý định đi xuống dưới đó luôn chưa? Không nè chị ơi, còn yêu đời mà. Giờ hai người tính hẹn hò nhau làm sao? Nếu mà cho anh cơ hội thì chúng ta có thể đi xem phim hoặc uống gì để tìm hiểu nhau hơn. Mấy lúc bẽn lẽn này hay lắm. Hai người có ý nhau rồi, làm như có xét chút xíu rồi đó. Hôm qua em cầm tay cô gái ngay. Thử cảm nhận thế nào? Dạ, để mình chuẩn bị bấm nút. Dạ. Bước quá. Cầm. Nói gì đi. Lạnh không? Dạ. Em thấy anh hình như anh run quá, tay anh hơi lạnh. Không, anh không có run. Thì thầy mới lạnh, anh lạnh. Thầy tin tưởng làm bạn nghe anh nha. Gì bắt tay. Làm cái đối tác kia đó. Em nắm tay nè, nắm tay vô. Để cảm nhận tình yêu hai tay đàng hoàng. Đó nhìn thẳng vô mắt. Ha, cho nó tình cảm rồi bây giờ mình nghĩ trong lòng cái gì ha, cảm nhận cái với đối phương thế nào, em hãy nói bằng tất cả những gì mình suy nghĩ nha, không cần hoa mỹ gì hết, nói những gì mình đang suy nghĩ. Bắt đầu. Anh cũng anh cảm nhận sao vậy em? Ok, quá tuyệt vời thật mà. Dạ em thấy anh thế nào? Dạ anh hiền. Hiền hả? Dạ hy vọng mọi điều sẽ tiến triển tốt đẹp. Được rồi đó. Chúng ta kiểm tra lại tất cả những gì nãy giờ chúng ta nói. Kiểm tra lại con tim của mình, xem đối phương có thuộc nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Nhưng khi chúng ta bấm nút,
chúng ta phải có trách nhiệm với cái bấm nút đó. Suy nghĩ thật kỹ nhé và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1. Quan trọng cả cuộc đời đó các bạn. 2. 3. Hết thời gian. Em gái có bấm không? Dạ em có bấm. Hả? Có bấm hả? Bấm thật lo quá. Lo thấy chưa? Nếu mà cô ấy không bấm nãy giờ em cảm giác thế nào? Thấy cô không bấm? Dạ không sao chị. Nếu mà thiếu bạn gái không bấm thì có lẽ bạn gái cần phải suy nghĩ chọn người chính đáng hơn em. Chính đáng hơn em hả? Dạ. Là em không có chính đáng hả? Không phải là người tốt đẹp hơn. Chúc mừng hai em nha. Hai người xứng đôi ha. À, rất là đẹp đôi. Đúng chưa? Mấy cặp mà là đây không được chứ thú chưa không quyết liệt kia. Nắm tay thì chặt đó. Cái anh này thích anh này nè. Buông tay ra hoài à, thiệt tình. Không, rất là buồn, rất là buồn. Đi ra đây nè. Vô buồn hả? Rất là dễ thương quý vị, một cặp rất là xứng đôi và hy vọng là họ sẽ sớm tiến tới hôn nhân nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp hôn thứ hai của ngày hôm nay. Hả Mai?